Thưa quý vị, chuẩn bị kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng gồm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng và Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường có buổi tiếp xúc cử tri các quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tích cực về phát triển kinh tế xã hội của đất nước, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong 9 tháng đầu năm, đồng thời kiến nghị Quốc hội nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến chế độ chính sách, công tác cán bộ. Thời gian qua, thành phố cũng đã quan tâm đến chế độ chính sách của người hoạt động không chuyên trách, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống nhằm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách, tạo động lực để họ yên tâm công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiến nghị với chính phủ sửa đổi nghị định 34 của chính phủ theo hướng phân rõ giữa xã phường, khu vực trung du miền núi với khu vực đồng bằng. Trên cơ sở đó, quy định mức phụ cấp tăng thêm đối với xã phường đô thị phù hợp với đặc điểm vùng miền. Đề nghị trong cái chính sách của cấp trung ương có cái điều chỉnh về cái độ giãn đối với lại số lượng, quy định số lượng đội ngũ cán bộ cấp xã phường phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế xã hội và diện tích rồi dân số. Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội quan tâm giải quyết nhiều vấn đề dân sinh, bảo vệ tài nguyên, phát triển du lịch bền vững. Du lịch của thành phố đã được chú trọng nhưng chưa được quan tâm đúng mức, nhất là đường ven biển từ đường Nguyễn Văn Thoại đến Hồ Xuân Hương, vỉa hè chưa được tu bổ thường xuyên, vệ sinh môi trường trên các vỉa hè không được làm một cách chu đáo. Thứ hai, về lịch sử thì đề nghị Quốc hội có luật bảo vệ lịch sử và các công trình lịch sử của dân tộc. Tình hình quản lý lâm khoáng sản của nhà nước, nhân dân cử tri thấy đó là còn lãng phí quá lắm. Nhất là than, vàng, rồi tí tan, vân vân, tất cả các cái khoáng sản đó quản lý không chặt chẽ, mà nhất là rừng thì tiếp tục bị tàn phá. Vậy thì cái này á, tôi đề nghị là cần có một cái chế tài mạnh hơn thì mới quản lý nổi. Cử tri đề nghị Quốc hội cần sớm giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, có cơ chế chính sách đối với cán bộ y tế, chăm lo tốt hơn cho sức khỏe của nhân dân, quan tâm tăng cường đầu tư các thiết chế văn hóa, chính sách đối với người có công.